Thân chào các bạn, Nguyễn Hùng xin đọc bài thơ 50 năm gỡ vài chớp mắt. 50 năm gỡ vài chớp mắt, từ đám trò ngơ hóa các ông bà. 50 năm mấy lần ngập mặt, vẫn có người nghe nhận không ra. Bấy nhiêu năm mỗi người một bến, vẫn gặp nhau ngày hội khóa hội trường, nhưng hò hẹn cùng lên tàu một chuyến. Các cụ ta quả thật phi thường. Trăm ông bà mắt mờ miệng méo, còn nhận biết nhau cười nói là vui. Bàn tay nhăn nhiều mùa khô héo, truyền ấm cho nhau không muốn buông rời. Hơn trăm người bấy nhiêu số phận, người thành danh kẻ lặng lẽ âm thầm. Ai may mắn ai cả đời lận đận, đều nhớ về một thuở xa xăm. Trò cũ gặp nhau đong đầy thương mến, chạy nhớ về những bạn đi xa. Một phút nghiêng mình cúi đầu tưởng niệm, để tin rằng họ còn mãi bên ta. Chúc tất cả các bạn may mắn, hạnh phúc. Xin chào.